Vào lên đi. Đây là em. Cắt. Cắt. À, thì tụi bay coi tay quay mặt ở đây coi được không? Nó có đèn không? Đây nó quần về vậy. Nãy giờ có đèn không? Tắt rồi hả? Ừ. Ủa không có đèn luôn. Rồi đó. Xong cái em la cái anh bỏ em luôn. Không luôn. Rồi bây giờ em đứng đợi em đi, anh chạy từ xa. Cái thôi. Cái mới upgrade là cái gì vậy? Đi quay từ 27 trẻ đang đi. Và có một nữ nghệ sĩ. Có nghệ sĩ đó bảo vệ kìa. Này bị hai đứa xin nha. Hai đứa xin đúng không? Đi đi bà con. Này làm phim đang di chuyển đi đi đâu ta? Đi liếm kem. 16 cộng. Hưng hưng PG 16. PG 16. Ông nhau đừng có là nè nữa ra gì lên lớn. Liếm mày nhẹ nha, đừng có múc múc nha ông nội. Em là thằng ăn hại nhất nhóm mà chỉ có tăng đồ thôi. Trời ơi, mỗi thằng một công việc mà lương thấp nhất luôn, đúng rồi. Dương không đi vô không chứ? Nó hưng trọng. Không đi ra đi không? Con nước cắm hút vô, múc. Hai đứa ăn nguyên tống này không? Hai đứa chồng bò đó ăn. Người đó ăn đi đó ổn quá. Rồi, mắt cứng tại. Mua ăn mà. Chụp mẹ. Xé lẹ đi ông nội. Xé đi. Thôi xé đi, nó dọn ra đi ông nội ơi. Nè, tụi bay già quá. Đỡ hồi nãy tới trễ lần rồi mà. Cũng trễ hoài luôn. Trễ hoài mà chịu ra. Nghỉ thi hay. Hai đứa chơi có ngày một mà nó trễ tới 2-3 lần. Gõ cửa đi. Ăn được chưa? Gớm, anh đừng có liếm vậy, gớm quá. Anh hung coi, anh liếm tưởng quá. Thôi thôi. Đây, đây, quất chó vậy. Quất một lần được rồi, quất một lần. Quất chó. Quá đáng. Chỉ là kiểu gì, quất vào mặt mày hay gì đó cũng được. Các bạn hãy đánh nhau, đừng gần được mặt yên yên quá. Cười cười. Được chưa? Cái đó. Rồi xong rồi tới cảnh hai đứa nhảy xuống nước. Tôi thùi.